Hi, welcome back to my channel. Stas here to go to Great Hurdle 3. Thank you.
trong video này thì các bạn sẽ đi tìm kiếm tất cả ba ngôi nhà, trong mỗi ngôi nhà sẽ có một hồ và khác nhau. Các bạn sẽ đi vào tìm kiếm từng ngôi nhà một, sau đó thì trả lời. Và đến lúc cuối cùng các bạn sẽ, khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành tất cả. Ok. Và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Let's go. Sitting here, horror. Sẽ đi tìm kiếm chiếc chìa khóa mở xe ô tô. Và khi tìm thấy thì tiếp tục các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó là các bạn sẽ phải đi nhặt những bình ga và sau đó thì chạy thoát khỏi đây, thoát khỏi sự bám đuổi của Siri kia. Ok, và tới cái tiếp theo. Soldier Chistakov, answer. This is Soldier Artanov, over. Answer. I'm on the quarter, moving towards the bunker. Good. Contact me if you have any trouble. Roger that, over. I'm on the place. That's great, soldier. I'm done.
Roger. Sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Xin hiểu robot vào đây. Let's go. Fight! Fight!